Đây mọi hôm là bác nào vẫn hỏi là cái mẫu Terios đây thì báo cáo các bác là bên em mới về cho các bác là cái mẫu Terios nhé. Daihatsu Terios xe đẹp chấm hết, và đặc biệt thì cái màu này thì là màu đẹp rồi các bác nhé. Đấy, xe thì các bác nhìn đây, hình thức bên ngoài đó là cái mẫu Terios hay Daihatsu hai cầu các bạn nhé, là một cái chiếc xe mà nó thực sự là cái mẫu SUV cỡ nhỏ, nó được thu nhỏ và được tiền sân thân là để sản xuất ra những cái mẫu SUV sau này. Thì đây là cái mẫu SUV là Terios, nó được sản xuất năm 2004, hai cầu điện. Thì một chiếc xe này thì các bác quan sát đánh giá xem là có ưng ý hay không, bởi vì cái chiếc xe này nó là cái mẫu xe dành riêng cho bác nào yêu thích cũng như hiểu biết về sự chất lượng của cái mẫu xe Daihatsu của Nhật. Thì Daihatsu về khung gầm của nó thì chúng ta không phải bàn về chất của Daihatsu các bạn nhé, bởi vì những cái mẫu Daihatsu này thì nó được trang bị cái động cơ là chỉ có 1.3, mức tiêu thụ nhiên liệu rất là ấn tượng, là ít và nó lành xe. Nó mức tiêu thụ nhiên liệu thì như một con Vinagate thôi các bạn ạ, nó rơi 6 lít cho đến 6 lít rưỡi quay về thôi chứ không nhiều đâu. Đấy, xe được trang bị là áp suất lốp 4 bánh và màn hình đầu màn cam lùi đủ cả các bạn nhé. Về phần khung gầm đây thì các bác quan sát đây, nhìn là biết cái chiếc xe nó chất lượng như thế nào các bạn ạ. Đấy, về phần vành của nó đây. Đấy, la răng thì chưa sơn bao giờ các bạn nhé, la răng đẹp. Về phần gầm của xe thì chúng ta nhìn đây, cái cổ bô sáng quắc đây các bạn này. Đó. Gầm của Daihatsu thì đẹp chưa các bạn. Đó. Cái bản này bản hai cầu nhé, bản hai cầu thì nó hoạt động một cách độc lập các bạn ạ. Nếu chúng ta cài thì nó sẽ hoạt động đẩy cầu sau nữa, thì hai cầu vẫn hoạt động rất là tốt các bạn ạ. Rồi, các bác nhìn đây, những chiếc xe nó đẹp như này, và đặc biệt cái mẫu xe Daihatsu hai cầu và cái chiếc xe này thì đã được lên đầy đủ màn hình cam lùi các bạn nhé. Đấy, màn hình thì màn hình to, và đặc biệt thì cái vô lăng đã được độ là lên vô lăng tích hợp cũng như là vô lăng của dòng khác các bạn ạ. Đấy, rất là to các bạn ạ. Đây, màn hình thì có màn hình cam lùi đủ cả các bạn nhé. Đấy, Android, đấy, cam hành trình, cam lùi đủ hết cho các khách hàng. Đây các bạn nhé, ghế ghế zin theo xe, các bạn lưu ý này, đa số ghế zin theo xe các bạn nhé. Và các bạn nhìn xem cái lỷ cái tabi của nó đẹp không? Đó, tabi zin các bạn nhé. Đấy, toàn bộ đinh đố cột kèo keo chỉ zin. Bác nào mà thực sự yêu thích cái chiếc xe này ấy, ở phân khúc Daihatsu, mà cái giá cửa tiền thì thông báo cho các bạn luôn thì nó rơi vào tầm 140 triệu. Đấy, các bác đến thì có bớt nọc lá một chút cho các bạn nhé. Đấy, 140 triệu thôi, chúng ta sở hữu một chiếc Daihatsu hai cầu. Bác nào đi câu cá, đi ra ngoại, có bạn đi chơi, con này rất hợp lý các bạn ạ. Máy nổ êm thi thít, đứng cạnh cũng nghe tiếng nổ các bạn nhé. Đây, máy đang nổ đây các bác này, đúng đúng cạnh em không nghe tiếng nổ luôn, em không phải quảng cáo các bạn ạ. Cái chiếc xe này đúng cạnh không nghe tiếng nổ thật. Đó, đèn nó đèn xịn đây các bạn nhé. Đây, một chiếc xe mà vuông vắn đẹp như này. Đấy, cái mẫu Daihatsu dành riêng cho các bạn nào có nhu cầu sở hữu cái chiếc xe thẩm mỹ chất lượng ở cái phân khúc Daihatsu như chiếc xe này, thì đây là cái chiếc xe lý tưởng để cho các bác sở hữu. Và cái mẫu này thì nói thật với các bác là nó đồ đạc thì nó cũng rất là nhiều đồ và các bạn nhé, các bác lo không có đồ, nhưng mà đồ Daihatsu này nó đầy đồ các bạn ạ. Đấy các bạn này, chiếc xe này có đầy đủ cả miếng nùi ở phía sau, áp suất rồi là áp suất lốp, áp suất rớt các kiểu đây. Đây các bạn này, đây áp suất lốp rồi là vòng tua, đấy người ta đã độ lên đấy. Hai cầu đây các bạn nhé, đây cầu nó đây, đây các bạn lưu ý này, một cầu nữa đây, đây em sẽ bật cho các bạn, đấy các bạn nhé, đấy đấy hai cầu, gương kính chỉnh bằng điện các bạn nhé, rất là hay. Đấy, đèn gầm, em sẽ cho các bạn kiểm tra phần kính điện. Đấy, hoạt động rất là tốt này, rất là ok các bạn nhé. Xong cái phụ này, đấy các bạn nhé, đây là những cái này nó được trang bị theo xe các bạn nhé. Đấy, nó được trang bị theo xe hết chứ không phải độ đẽo gì cả. Daihatsu thì các bạn lưu ý thì nó chỉ được độ là hai kính điện trước thôi. Đấy, hai kính điện trước và hai que cửa ở phía sau các bạn nhé, đó là Daihatsu. Đấy, chứ không phải độ đẽo gì hết các bạn ạ. Đấy các bạn ạ. Đấy, thì chiếc xe này thì với cái tầm tiền như vậy, và em sẽ hướng dẫn cho các bạn một chút. Nhiều bạn không biết đâu, gạt mưa là của Terios nó nằm ở vị trí nào. Đây, gạt mưa sau thì chúng ta nhìn đây là chúng ta bật đặt chế độ này là full, chế độ phun nước các bạn nhé, và chế độ này chế độ sấy này. Đấy, chế độ sấy kính này.
Đấy các bạn này, nhưng chế độ gạt mưa của nó ấy, là ở chế độ sau đây em sẽ thử cho các bạn này. Đây các bạn nha, gạt mưa đây. Nếu các bạn muốn nó châm nước ấy thì các bạn này, nó rất là dễ này. Đấy các bạn nha. Đấy. Đó, gạt mưa sau nó đây các bạn nha, các bạn nhớ này. Đấy, củ số thì lưu ý là củ số đã được độ lên, củ số rất là đẹp đây. Các bạn ạ. Đấy, màn hình Android, tất cả các kiểu đủ hết các bạn nhé. Đấy, báo nhiệt độ trong xe. Đây, tích hợp vô lăng đây các bạn này. Còn này thì nó rất nhiều chức năng, chả biết là cái chức năng gì. Đấy, rất nhiều chức năng to nhỏ. Đấy. Đó. Rất nhiều những cái ứng dụng của con này nhưng mà em thì chưa khám phá hết các bạn ạ, nhiều con nó còn mình chưa khám phá hết. Đây, mọi chức năng hoạt động rất ok các bạn ạ. Đấy, đồ đạc đẹp các bạn nhé, máy máy con này thì thực sự là ấn tượng chất lượng luôn các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, máy cực kỳ chất luôn. Đấy, em sẽ quay đến phần máy cho các bạn này. Và đây thì cái chiếc xe này thì với chức năng sử dụng thì con này thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, cái bảng hai cầu thì các bạn lưu ý này, toàn bộ tabi đó tabi zin các bạn nhé. Đấy, nó đẹp hết này, ghế ghế zin này, ghế của nó các bạn cứ để nguyên ghế này mà dùng các bạn ạ. À, đi gia đình thỉnh thoảng các bạn đi các bạn